Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý bà con về sản phẩm máy bơm xuồng Takeo, hàng công nghệ của Nhật, bảo hành 12 tháng. Dòng bơm xuồng Takeo có hai loại, dòng 2 thì và dòng 4 thì. Hôm nay chúng tôi sẽ test cho các bạn cả dòng 2 thì và dòng 4 thì bơm tưới nước. Dòng máy bơm xuồng Takeo có dây dài là 5m và có hai đầu bếp phun, một bếp phun thẳng và bếp phun hoa sen. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem máy hoạt động như thế nào nhé. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.